chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Piano là môn nghệ thuật được rất nhiều người yêu thích, không chỉ vì vẻ đẹp của đàn mà hơn thế, đàn còn mang đến những âm thanh đầy mê hoặc cho người chơi. Vì thế hôm nay mình cùng anh em lên đường mang piano Cutman KS3 đến với bé gái dễ thương tại Bình Dương. Nào cùng khởi hành nhé. Đường phố buổi chiều thật mát mẻ, những hàng cây xanh, dòng xe cộ chạy nườm nượp, đông đúc, nhiều quán ăn san sát nhau. Gần đến nhà khách rồi, nôn quá mọi người ạ. Xe hàng đã đến, anh em chuẩn bị vào việc thôi. Phía trong nhà khách với cầu thang rộng nên team sẽ có được không gian thuận tiện để mang đàn lên lầu. Piano KS3 có trọng lượng 37kg, cũng là một lợi thế mà nhà Cutman đem đến cho bạn. Đàn được mang vào phòng vui thùng cùng mình nhé. Thùng KS3 sẽ gồm thân đàn, chân đàn, pedal, nguồn, ốc lắp đàn và sách hướng dẫn. Minh Phụng Music đem đến khách hàng quà tặng cực kỳ hấp dẫn chính là dây MIDI, jackphone và ghế piano cao cấp. Bắt đầu lắp đàn thôi. Từng phụ kiện được tháo ni lông và lớp mút bảo vệ. Các bước lắp đàn rất dễ thực hiện nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên, hai chân đàn sẽ được lắp cố định vào pedal, kế đến lắp loa vào chân đàn, tiếp theo là tấm chắn sâu vào chân đàn vừa mới lắp. Cuối cùng là thân đàn lên trên. Vì bộ loa KS3 to nên sẽ được lắp bởi hai nhân viên cùng một lúc. Các vị trí bắt ốc kỹ càng, chậm rãi và vô cùng chỉnh chu. Piano điện đã được lắp hoàn chỉnh. Phía bảo hành được nhân viên chu đáo chuẩn bị gửi đến khách hàng. Quà tặng đang được bạn nhân viên chuẩn bị. Mặt ghế và các chân đều được bọc ni lông để đảm bảo chất lượng luôn luôn hoàn hảo nhất. Từng chân ghế được tháo ni lông và lắp cố định cẩn thận bằng ốc một cách tỉ mỉ. Bên cạnh đó là chế độ bảo hành siêu hấp dẫn, bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cutman KS3 hiện đại ra sao, tìm hiểu với mình nha. Đang có 88 phím cảm ứng lực nhấn cùng với 128 âm polyphony, mang đến chất lượng âm thanh tốt và khả năng cảm âm của người chơi. Với 210 điệu nhạc và 500 tiếng được cài sẵn sẽ giúp bạn thể hiện được phong cách chơi nhạc với nhiều màu sắc đa dạng. Chức năng record giúp người chơi nghe lại những bản nhạc mà bạn vừa chơi để xem hiệu quả cũng như nâng cao kỹ năng cá nhân của mình. Cutman KS3 với màn hình LCD 4 inch hiển thị đầy đủ các chức năng của đàn, với chức năng phase chơi đổi băng tiếng tự do, không lo di chuyển nhạc đệm, dual voice trộn hai tiếng lại tạo thành tiếng mới, key split chia bàn phím thành hai phần. Đàn trang bị khả năng auto off khi không dùng đàn trong 30 phút khi người chơi chọn nhạc đệm bất kỳ. Với chức năng one touch setting, đàn sẽ tự động đưa bạn đến 4 âm sắc phù hợp với nhạc đệm. KS3 đa dạng cổng kết nối như headphone và cổng MIDI. Đàn còn có sự đa dạng về màu sắc cho các bạn lựa chọn là trắng, đen và nâu gỗ. Cùng team đem đàn KS3 vào phòng cho bé nào. Piano được để ngay ngắn, gọn gàng và bé sẽ tự tay bóc siêu đàn. Mời các bạn test đàn với bé nhé. Piano KS3 chính là món quà ý nghĩa mà mẹ dành tặng cho em. Với KS3, em sẽ có những giây phút học nhạc đầy cảm xúc. Cảm ơn chị vì đã chọn Cutman KS3 đồng hành trong các buổi học piano đầy thú vị của bé. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.